Thi Thiên 51. Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót con theo lòng nhân từ của Chúa. Xin xóa các sự vi phạm con theo đức bác ái của Chúa. Xin rửa sạch hết mọi gian ác và thanh tẩy tội lỗi con. Vì con nhận biết các sự vi phạm con và tội lỗi con hằng ở trước mặt con. Con đã phạm tội với Chúa, chỉ với một mình Chúa thôi, và làm điều ác dưới mắt Chúa, để Chúa bày tỏ đức công chính khi Ngài tuyên phán và sự thanh sạch khi Ngài phán xét. Thật, con sinh ra trong sự gian ác, mẹ con đã hoài thai con trong tội lỗi. Này, Chúa muốn sự chân thật trong tâm hồn, Chúa sẽ dạy con sự khôn ngoan trong nơi sâu kín của lòng con. Xin lấy chùm bài hương tẩy sạch tội lỗi con thì con sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa rửa con thì con sẽ trở nên trắng hơn tuyết. Chúa sẽ khiến con nghe tiếng vui vẻ, mừng rỡ, để các xương cốt mà Ngài đã bẻ gãy được hoang lạc. Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi con và bôi xóa mọi gian ác của con. Đức Chúa Trời ơi, xin dựng nên con một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng. Xin đừng từ bỏ con khỏi mặt Chúa, cũng đừng cất Thánh Linh Chúa khỏi con. Xin phục hồi niềm vui cứu rỗi của Chúa cho con và lấy tinh thần khoan dung mà nâng đỡ con. Bây giờ con sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm và tội nhân sẽ trở về cùng Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, xin dạy cứu con khỏi tội làm đổ huyết. Lạy Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi của con, lưỡi con sẽ ca ngợi sự công chính của Ngài. Chúa ơi, xin mở môi con và miệng con sẽ truyền ra sự ca ngợi Chúa. Vì Chúa không ưa thích sinh tế, dù con có hiến dâng, tế lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Sinh tế đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm linh đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu. Cầu xin Chúa làm điều lành cho Sion theo ý tốt Ngài. Hãy xây cất các tường thành Jerusalem. Bây giờ Chúa sẽ ưa thích các tế lễ công chính cùng tất cả tế lễ thiêu và các sinh tế. Rồi người ta sẽ dâng bò đực trên bàn thờ của Chúa. Mác đoạn 1. Khởi đầu tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời, như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai. Này, ta sai sứ giả ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng người kêu lên trong hoang mạc: hãy dọn đường cho Chúa, làm thẳng các lối Ngài. Dân đã đến trong hoang mạc, vừa rao giảng vừa làm bắp tem về sự ăn năn để được tha tội. Dân chúng khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem đều đến với ông, xưng nhận tội mình và được ông làm bắp tem dưới sông Giô-đanh. Dân mặc áo lông lạc đà, thắt dây lưng da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông giảng dạy rằng: đấng đến sau tôi uy quyền hơn tôi không đáng cúi xuống mở quai dép cho Ngài. Tôi làm báp têm cho các người bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm báp têm cho các người bằng Đức Thánh Linh. Trong những ngày ấy, Đức Chúa Giêsu từ thành Nazareth thuộc miền Galilee đến và được dân làm báp têm dưới sông Giô-đanh. Khi vừa lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra và Thánh Linh tựa như chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. Rồi có tiếng từ trời phán: con là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn. Ngay lúc ấy, Thánh Linh thúc giục Ngài vào trong hoang mạc. Ngài ở trong hoang mạc 40 ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ phục vụ Ngài. Sau khi dân bị bỏ tù, Đức Chúa Giêsu đến Galilee, rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Ngài phán: giờ đã trọn, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận tin lành. Khi đi dọc bờ biển Galilee, Ngài thấy Simon và em là Andrê đang thả lưới dưới biển, vì họ vốn làm nghề chài lưới. Đức Chúa Giêsu phán với họ: hãy theo ta, ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Họ lập tức bỏ lưới mà theo Ngài. Đi một quãng nữa, Ngài thấy Gia Cơ, con của Cê-bê-đê, và em là Giăng đang vá lưới trên thuyền. Ngài liền gọi họ.
họ để cha mình là Zebedee ở lại trên thuyền với mấy người làm thuê và theo Ngài. Đức Chúa Giêsu cùng các môn đồ đến thành Capernaum. Nhân ngày Sa-bát, Ngài liền vào nhà hội và bắt đầu giảng dạy. Mọi người đều kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy một cách có thẩm quyền chứ không như các thầy thông giáo. Ngay lúc đó, trong nhà hội có một người bị uế linh ám, la lớn: "Giêsu người Nazareth ơi, việc của chúng tôi liên can gì đến Ngài? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời." Nhưng Đức Chúa Giêsu nghiêm trách nó: "Im ngay, hãy ra khỏi người này." Uế linh vật mạnh người ấy, thét lên một tiếng rồi ra khỏi. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Chuyện gì vậy? Một giáo huấn mới đầy thẩm quyền. Ngài ra lệnh cho cả tà linh và chúng cũng phải tuân theo." Danh tiếng Đức Chúa Giêsu lập tức lan truyền ra khắp vùng phụ cận Galilee. Vừa ra khỏi nhà hội, Đức Chúa Giêsu cùng với Gia-cơ và Giăng vào nhà của Simon và Andrê. Bà gia của Simon đang bị sốt nằm trên giường. Họ liền thưa với Ngài về bệnh trạng của bà. Ngài đến gần, cầm tay đỡ bà dậy. Bà hết sốt và bắt đầu phục vụ người. Chiều tối, khi mặt trời vừa lặn, người ta đem tất cả những người bệnh tật và bị quỷ ám đến với Đức Chúa Giêsu. Cả thành tụ họp trước cửa. Ngài chữa lành nhiều người đau yếu, mắc đủ các chứng bệnh khác nhau và đuổi nhiều quỷ, nhưng không cho phép quỷ lên tiếng vì chúng biết Ngài là ai. Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn tối, Ngài đã thức dậy, bước ra, đi vào nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon cùng các bạn đi tìm Ngài. Khi đã gặp được Ngài, họ thưa: "Mọi người đang tìm Thầy." Nhưng Ngài phán với họ: "Chúng ta hãy đi nơi khác, vào những làng quanh đây để ta còn giảng dạy ở đó nữa. Vì đây chính là lý do mà ta đã đến." Ngài đi khắp miền Galilee rao giảng trong các nhà hội và đuổi quỷ. Có một người phong hủi đến với Đức Chúa Giêsu, quỳ xuống và khẩn xin: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến con được sạch." Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót, đưa tay chạm vào người ấy và phán: "Ta muốn, hãy sạch đi." Lập tức phong hủi biến mất, người ấy được sạch. Đức Chúa Giêsu bảo anh ta đi ngay và nghiêm giọng căn dặn: "Hãy cẩn thận, đừng nói gì với ai, nhưng hãy đi trình diện thầy tế lễ và dâng tế lễ về việc con được sạch theo điều Môi-se dạy, như một lời chứng cho họ." Nhưng người ấy đi, loan truyền tin này khắp nơi, kể hết mọi chuyện, đến nỗi Đức Chúa Giêsu không thể công khai vào thành được, mà phải ở những nơi hoang vắng bên ngoài thành. Dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Ngài. Ê-sai đoạn 55. Hỡi tất cả những ai đang khát, hãy đến nguồn nước. Người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua vật không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chú nghe ta, hãy ăn vật ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Hãy nghiêng tai và đến với ta. Hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là tình yêu vững bền của ta dành cho David. Này, ta đã lập người làm nhân chứng cho các nước, làm nhà lãnh đạo để chỉ huy các dân. Thật, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa biết, và nước chưa biết ngươi sẽ chạy đến với ngươi. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đấng thánh của Israel, là đấng làm cho ngươi được vinh hiển. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va trong khi có thể gặp, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ gian ác hãy lìa bỏ đường lối mình, người xấu xa hãy từ bỏ các ý tưởng mình. Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi. Ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.
vị như mưa và tuyết từ trời rơi xuống và không trở về đó nữa mà tưới nhuần đất đai, làm cho đâm chồi nảy lọc, để có hạt giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn. Thì lời của ta cũng vậy, đã ra khỏi miệng ta sẽ không trở về luống công, nhưng sẽ thực hiện ý ta muốn và hoàn thành việc ta giao. Vì các ngươi sẽ đi ra trong niềm vui, được đưa đường trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trỗi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay, cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lân lên thay cho gai gốc. Điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va và là một dấu hiệu đời đời không hề bị tiêu diệt. Ê-sai đoạn 56. Đức Giê-hô-va phán: Hãy giữ điều chính trực và thực hành lẽ công chính, vì sự cứu rỗi của ta gần đến, sự công chính của ta sắp được bày tỏ. Phước cho người làm điều này, và phước cho con loài người nắm giữ nó, tức là người giữ ngày Sa-bát không xúc phạm ngải, và giữ tay mình khỏi mọi điều ác. Dân ngoại trở về cùng Đức Giê-hô-va chớ nói rằng: Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ tách tôi ra khỏi dân ngài. Người bị hoạn cũng đừng nói: Này, tôi là một cây khô. Vì Đức Giê-hô-va phán thế này: Những người bị hoạn mà giữ các ngày Sa-bát ta, chọn điều đẹp lòng ta, giữ vững giao ước ta, thì ta sẽ ban cho họ một chỗ trong nhà ta, trong các tường thành của ta, và cho họ một danh tốt hơn danh của con trai, con gái. Ta lại sẽ ban cho họ một danh đời đời, là danh chẳng hề mai một. Các dân ngoài trở về cùng Đức Giê-hô-va để phục vụ Ngài, yêu mến danh Đức Giê-hô-va và trở nên đầy tớ Ngài, tức là mọi người giữ ngày Sa-bát không xúc phạm Ngài ấy, và giữ vững giao ước ta, thì ta sẽ đem họ lên núi thánh của ta và khiến họ vui mừng trong nhà cầu nguyện của ta. Tế lễ thiêu và sinh tế mà họ dâng trên bàn thờ ta sẽ được nhậm, vì nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Chúa là Đức Giê-hô-va, đấng tập hợp những người Israel tan lạc, phán rằng: Ngoài những người đã được tập hợp rồi, ta sẽ còn tập hợp các dân khác về cùng nó nữa. Hỡi loài thú đồng, hỡi loài thú rừng, tất cả hãy đến mà cắn nuốt. Tất cả những kẻ canh giữ của Israel đều đuôi mù, không biết gì cả. Tất cả chúng đều là chó câm, không biết sủa, chỉ mộng mơ, nằm dài và ham ngủ. Chúng là loài chó mê ăn, không biết no. Ấy là những kẻ chăn chiên thiếu hiểu biết. Tất cả chúng đều tẻ tách theo đường riêng, ai nấy lo tìm lợi lộc cho chính mình. Chúng rủ nhau: Hãy đến, tôi sẽ lấy rượu, chúng ta sẽ say vì rượu mạnh, ngày mai cũng như hôm nay, và còn trọng thể hơn nữa.